Kaiju Center là một mạng của lễ gia trưởng. Sáng nay Kaiju Xe đã dâng thánh lễ rất xuất sắc để cầu nguyện cho lễ gia trưởng. Và giờ đây lễ gia trưởng cũng quy tụ toàn thể gia trưởng đến để chung vui cũng như kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý ông tâm hồn giáo xứ chung vui chia sẻ với gia trưởng trong ngày lễ hôm nay. Thánh Du Xe thờ chính là một mẫu gương để cho các gia trưởng nói theo. Vai trò của người cha ở đây thì rất quan trọng và rất cần thiết. Thế là hôm nay mùa thánh từ cái năm 2017 để là tăng phục vụ cho giới gia trưởng, để chuẩn bị cho giới trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Và để bắt đầu chương trình, chúng con xin kính mời ông Vũ Văn Nhi là trưởng của giới gia trưởng trong giáo xứ có đôi lời để kính thưa quý cha cũng là quý vị cùng mời. Chào quý cha, chào thánh sư cha Du Xe, phó sứ Tân Hà. Kính thưa quý sơ, quý chức trong ban một bộ hội đồng giáo xứ cũng như các hội đồng giáo họ, quý thưa quý cố, quý vị gia trưởng, quý đại diện ban ngành đoàn thể, hôm nay trong niềm vui hân hoan mừng kính thánh Du Xe thờ mùng 1 tháng 5 2017, giới gia trưởng chúng con được hân hạnh đón tiếp hai cha cùng tất cả quý vị về nơi đây chung một niềm vui chia sẻ với giới gia chủ giáo xứ chúng con trong ngày lễ mừng kính bổn mạng này. Thay mặt gia trưởng, chúng con xin được chân thành cảm ơn quý cha, quý sơ và tất cả quý vị, và xin kính chúc quý vị trong niềm vui mừng lễ khánh Du Xe thờ bổn mạng của gia trưởng giáo xứ Tân Hà chúng ta năm nay được sự nhiệt tình cũng như sự giúp đỡ nhiều mặt của tất cả quý vị gia trưởng, đặc biệt là tổ nghiệp dân thánh lễ, và giờ đây là chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương bên nhau để cùng tâm sự hàn huyên. Và với ước mong trong năm mới 2017 đây, giới gia trưởng chúng ta cũng sẽ mỗi ngày mỗi được thăng tiến hơn qua bàn tay nhiều nhất của cha sở và cha phó. Một lần nữa, giới gia trưởng chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị. Và để khai mạc buổi liên hoan mừng lễ hôm nay, chúng con xin được trân trọng kính mời cha Phaolô Thánh Sứ, cha sẽ có đôi lời chia sẻ và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Xin chào mừng tất cả các gia trưởng cũng như quý vị quan khách. Tôi cũng xin được thay mặt cho cha phó cũng như quý khách xin cảm ơn giới gia trưởng cho chúng tôi được chia sẻ cái bữa ăn này. Hôm nay chúng ta mừng lễ trong cái bầu khí rất là vui tươi, đạo đức nữa và cũng tiến bộ hơn mọi năm. Sáng nay đi lễ thì chật cả nhà thờ, rồi bữa tiệc hôm nay cũng chật cả hội trường. Đó là một tiến bộ của giới gia trưởng chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Du Xe và chúng ta là giới gia trưởng. Cái chữ gia trưởng bây giờ nó hơi mang một cái ý nghĩa nó tiêu cực một chút, cái thói gia trưởng, tức là những người cứ ý vào quyền hành của mình rồi áp đặt những người khác. Cụ thể như trong gia đình, chúng ta cứ lấy quyền mình là gia trưởng cho nên áp đặt vợ con phải theo ý của mình. Điều đó ngày nay người ta hơi lên án. Tuy rằng giáo xứ Tân Hà chúng ta đã nhận thánh Du Xe thờ là bổn mạng, thì có lẽ chúng ta cũng nhìn vào cái mẫu gương gia trưởng của thánh Du Xe để rồi chúng ta sống khiêm tốn, yêu thương, phục vụ hơn. Thánh Du Xe có ban cái đặc tính đó, thì mong rằng dưới gia trưởng chúng ta cũng nhìn vào đó để rồi về nhà, ít nhất là trong gia đình chúng ta có cái tinh thần yêu thương, phục vụ và bớt đi tính cách gia trưởng của chúng ta. Trong cái tinh thần đó, chúng ta chia sẻ với nhau cái niềm vui của ngày bổn mạng trong cái bữa tiệc hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin ban phép lành cho chúng con và cho những quan mà chúng con sắp lãnh nhận do lòng nhân từ Chúa ban nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con xin cảm ơn Cha. Chúc mừng bữa tiệc thật vui. Và tiếp theo xin kính mời ông Nguyễn Huy Dũng, chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, xin lên có đời lời chia sẻ. Trọng kính cha Phaolô Chánh xứ, cha Giuse Phó xứ thân yêu của chúng con, kính thưa quý sơ, kính thưa ban đặc trách gia trưởng của Giáo xứ Tân Hà và những vị đại diện của hiền mẫu. Một lần nữa thì con cũng xin thay lời cho gia trưởng trong giáo xứ xin tri ân đến cha sở, cha phó đã luôn luôn quan tâm chăm lo dạy dỗ cho chúng con không những hàng tháng hàng năm mà đã dâng thánh lễ cầu nguyện gia trưởng chúng con. Và trong ngày mừng lễ thánh Giuse thờ hôm nay là bổn mạng gia trưởng của giáo xứ, chúng con còn được rất nhiều lời cầu nguyện của cha sở Phaolô và qua thánh lễ cầu nguyện cho chúng con do cha phó Giuse cử hành sáng nay. Chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho chúng con qua lời mầu cử đặc biệt của thánh cả Giuse, giúp chúng con luôn luôn noi gương Ngài như thánh Luca đã viết: đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa. Và cũng chính vì thế mà thánh Giuse được tôn vinh, khởi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ nhân theo thánh Matthew. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của cha với tất cả sự hiến thử hiền lành khiêm nhường và âm thầm khiêm cử khó thác. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của thánh cả Giuse luôn nâng đỡ và gìn giữ hai cha, luôn ban cho hai cha được hồn an sắc mạnh, nhất là ơn khôn ngoan thánh đức để hai cha làm tròn thiên chức tư mục mà Chúa đã ban cho hai cha là chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Cũng xin chúc cho gia trưởng giáo xứ luôn sống chính trực gương mẫu như thánh Giuse, nhất là ơn khôn ngoan để lèo lái thật tốt con thuyền của gia đình, con thuyền của giáo xứ, để tất cả mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ luôn sống trong tâm tình hiệp nhất, hạnh phúc, yêu thương và bình an. Xin chúc hai cha và tất cả quý vị bữa tiệc lễ thật tươi vui và ngon miệng. Vâng, xin quý vị chúc mừng cho gia trưởng và xin cảm ơn ông chủ tịch bằng một tràng pháo tay. Xin vâng, một lần nữa xin thay mặt cho giới gia trưởng giáo xứ Tân Hà xin chân thành cảm ơn hai cha quý sơ, quý chức và tất cả quý gia trưởng và quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây chia vui và tham dự buổi tiệc liên hoan cùng những thánh nhân xe thờ của mạng giới gia trưởng giáo xứ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, chúc quý vị một bữa liên hoan thân mật đầm ấm và ngon miệng. Xin kính mời.
Yeah.
Thank you.
đem lại cho chúng ta thêm cái niềm vui ngày hôm nay. Và để trước khi kết thúc chương trình mừng lễ Thánh Giuse thờ bổ mãn của các đoàn của giáo trưởng giáo xứ hôm nay, tôi xin đại diện của giáo trưởng gửi đến tất cả quý vị còn lại nơi đây trong hội trường chúng ta những niềm vui trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin chân thành.